Món ăn hàng ngày hôm nay sẽ là món cá lòng tong kho khô nha các bạn. Hôm nay mình sẽ đổi món ăn cá lòng tong kho tiêu đi. Và với cà tím chiên nữa, cà tím mình sẽ nhồi thịt chiên cùng với canh rau mồng tơi nữa nhé. Hôm nay sẽ có 3 món kho, canh và chiên. Mồng tơi, cà tím. Mồng tơi thật là ngon nè các bạn. Lá xanh mướt. Mình sẽ nấu canh với tôm khô. 400 g cá lòng tong người ta đã làm sẵn cho mình. Về mình sẽ bỏ vào rổ tre và chà như thế này nè các bạn, đặng cho tróc vẩy. Bỏ vào rổ tre thì rửa rất là sạch. Mình rửa sơ rồi cho 1 muỗng sữa chua muối bọt đầy vào và mình sẽ sát vào rổ cho sạch vảy cá và nhớt cá cho thật sạch. Mình đổ ra nồi rửa lại xem bụng cá người ta đã lấy hết ruột ra chưa nhé. Mình phải kiểm tra cho kỹ rồi mình rửa cho thật sạch. Chà rửa xong mình sẽ xóc cho hết nước và dàn đều ra rổ tre để cho thật khô và ráo nước. Khi cá đã ráo hết nước hẳn rồi thì mình sẽ cho qua một cái nồi để mình sẽ ướp cá. Sẽ cho vào 1 muỗng canh rưỡi đường. Cá này thì các bạn phải cho đường nhiều một chút nó mới cứng. Sẽ thích hợp với những bạn thích ăn ngọt. Cho vào 1 muỗng sữa chua đầy muối bọt. Trộn cá lên, cho thấm gia vị mình sẽ đem ra ngoài nắng phơi. Buổi sáng đi chợ mua về mình sẽ rửa ngay để ráo và ướp cá đem ra nắng phơi đến trưa nhé. Sẽ làm cà tím. Cà tím mình rửa sạch rồi xắt khoanh như thế này. Mình sẽ cho ra ngoài đĩa và chuẩn bị một cái ly uống rượu nhé. Ly uống rượu mình sẽ úp lên trên miếng cà và nhận xuống. Sau đó ta sẽ trở bề lại và úp một lần nữa thì ruột cà sẽ dính ra ly. Sẽ có được một khoanh cà để mình dùng thịt. Còn đây là khúc đuôi của trái cà. Mình cũng nhận ly vào cho có dấu. Xong mình sẽ lấy muỗng cà phê. Mình sẽ vét cái ruột ra. Rất là dễ đó các bạn. Còn đây là phần còn lại của thịt dồn vào tàu hũ và nhân của bánh giò. Mình sẽ trộn chung 2 thứ vào và xắt 1 ít ruột cà xắt nhỏ. Mình trộn vào thế là mình sẽ có được phần nhân để mình dồi vào cà mình chiên rồi. Sẽ lần lượt nhồi vào khoanh cà tím đầy hết 2 mặt như thế này nhé các bạn.
Nhồi cà xong, mình sẽ bắt chảo lên bếp cho vào 2 muỗng canh dầu ăn. Mình sẽ tráng đều chảo chứ không cho dầu nhiều. Mình sẽ tráng cho có lớp dầu mỏng đừng dính chảo thì là được rồi. Cho từng miếng cà vào chiên. Khi cà vàng một mặt mình sẽ trở bề. Như vậy là mình đã chiên vàng số cà xong rồi đó các bạn. Với cá tới buổi trưa mình sẽ làm cá sau cùng, cho vào 2 muỗng mỡ nước. Với món cá kho tiêu thì mình sẽ dùng mỡ ngon hơn dầu ăn nhé các bạn. Mình sẽ cho vào 2 củ hành tím và 2 tép tỏi băm nhuyễn. Sau đó mình sẽ phi lên, cho vừa thơm chứ không vàng. Sẽ cho vào 1 muỗng cà phê đường. Rồi ta sẽ xào chung với hành tỏi cho đến khi đường vàng thì ta mới cho cá vào. Đây là cá mình đã phơi từ sáng. Cá cứng lại và ra nước như thế này. Cá cứng lại mình kho sẽ rất ngon. Mình phải có thời gian phơi cá nha các bạn. Đây, đường bắt đầu vàng. Ta sẽ xào cho đến khi đường có màu vàng đậm thì mình mới cho cá vào để tạo màu. Cho cá vào rồi mình sẽ xơ nhẹ. Chứ không xơ mạnh sẽ làm nát cá khi cá chưa có độ cứng. Cá sôi lên được một lúc mình sẽ cho vào một muỗng ăn canh nước mắm. Một muỗng sữa chua bột ngọt. Sẽ tiếp tục kho nhỏ lửa để cá sôi từ từ và trở nhẹ nhàng. Cá đã vàng lên rồi đó các bạn. Mình cũng vẫn xơ nhẹ nhàng nhé. Khi cá đã cạn sệt, mình sẽ cho vào 2 muỗng tôm mỡ, cho cá được béo ngon. Với món cá này thì các bạn kho 2-3 lửa, càng kho nó sẽ càng ngon. Khi cá vừa chín thì mình sẽ tắt lửa đi. Đến khi gần ăn cơm mình sẽ bật lửa lên kho lại một lần nữa, thì cá sẽ cứng lại. Buổi chiều mà hâm cá lại thì càng ngon nữa đó các bạn. Các loại cá kho khô thì mình sẽ kho rất nhiều lửa, nhưng các loại cá kho lạc thì mình ăn chỉ một lửa là được, hâm lại nó sẽ không ngon. Còn các loại cá này thì mình càng hâm thì nó sẽ càng ngon.
Sau cùng là mình sẽ cho vào một muỗng sữa chua tiêu xay nữa. Vậy là xong rồi đó các bạn. Thành phẩm của mình đã xong rồi nè. Cá vàng và con cá thật là cứng, ngon lắm các bạn. Béo và hơi ngọt. Thật ngon, rất là vừa ăn. Các bạn sẽ ăn với canh nóng hoặc các bạn sẽ ăn với nước cơm thì ngon lắm. Mình sẽ dọn cơm ra ăn với canh nữa nè. Canh mồng tơi nấu tôm mình đã chia sẻ đến các bạn rồi, và đĩa cà tím nhồi thịt. Thịt thì mình đã có sẵn, mình nhồi vào cà để chiên, nước mắm ớt. Đó các bạn thấy ngon không nè. Đĩa cá thật là ngon, thơm mùi tiêu. Mình dọn ra ăn cùng với cơm nóng nữa, ngon lắm các bạn. Các bạn thử kho cá nhé. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn lần sau nha.